Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả. Tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến tập đoàn Xà Lan. Thì vào buổi tối ngày hôm nay thì có một cái người bí ẩn đã cung cấp một số cái thông tin đặc biệt. Thì không biết rằng cái nguồn tin này nó có đáng tin cậy hay không, nhưng mà em vẫn chia sẻ với tất cả mọi người để cho mọi người sẽ theo dõi cái vụ việc của chị Kim Hà này, cũng như là mọi người để lại cái ý kiến bình luận xem là cái người này góp ý nó có cơ sở hay không. Nhưng mà theo Hoàng Sáu TV đó, thì cái nhận định này nó chỉ là cái giả thuyết thôi, nó không có thể nào chúng ta chắc chắn 100% được. Đó, bây giờ thì tất cả quý vị các bạn hãy cùng nghe và đưa ra cái nhận định đánh giá bên dưới video này quý vị nhá. Có cái thằng đó nó ngồi nhậu với thằng Tấn, với là hai thằng bạn bữa đó là hai thằng bạn với thằng Tấn với ông Bười, là thằng Tấn nó làm mồi, nó kêu hai thằng nó xuống nhậu là bô hết thảy 4 người. Thì trong lúc nó đang nhậu á, thì bắt đầu là có cái thằng bạn nó nói vậy: "Tao thấy ở trong cabin của mày á, tao nghe mày thiếu nợ nhiều quá Tấn, sao mà tao thấy trong cabin của mày có cái két sắt, sao mày không coi coi mày nghiên cứu coi con vợ mày nó có để tiền bạc gì trọng không, mày lấy mày trả nợ người ta để người ta mày thiếu người ta nhiều quá người ta đòi mày." Thì thằng Tấn nó nhậu xỉn xỉn rồi, nó mới nghe là thằng này nói vậy, bắt đầu nó mới vô đó lấy cái búa với một cái búa với một cái xà beng, là bắt đầu nó mới đập cửa, nó cạy cửa ra. Thì con Hà nó không có giấy xà lan, con Hà đi đâu á, cho nên đó con Hà nó mở cái điện thoại nó ra thì nó nhìn nó thấy thằng Tấn đang đập cái kết sắt, cho nên đó con Hà nó đi riết về nhà, về với xà lan. Thì con Hà nó đi riết về thì nó về thì giờ thấy thằng Tấn đang phá cái sắt, nó mới la lên, nó nói, nó kể lại là con Hà la lên: "Tại sao cái sắt mà ông lấy ông phá ông đập như vậy?" Là nó la, con Hà nó giận dữ lắm, nó la lên. Thì sẵn cái búa, cái thằng Tấn nó đang cầm cái búa đó bữa vô cái mặt của con Hà ngay cái má, con Hà cho mấy phát vô cái gò bát con Hà, xong nó đập tiếp ngay cổ cúp con Hà, ngay cái ót của con Hà, 2-3 cái vô cái đó, rồi thành ra con Hà ngã gục xuống. Con Hà ngã gục xuống thì bắt đầu thằng Tấn nó quýnh quá đi, nó mới điện thoại bà Năm với bà Bười đồ này kia là chạy xuống. Thì lúc đó là con Hà chưa có chết, thì bà Mười đồ này kia ráp xuống cũng đông á, rồi là bắt đầu là giúp thằng Tấn, nó kêu giúp nó, giờ nó lỡ tay nó quýnh con Hà vậy đó, rồi vợ Hà như vậy làm sao cứu giúp giùm nó. Thì bắt đầu mấy người nó nói là mấy người này cũng cứu con này mà con vợ nó mà không cứu được, cho nên con nhỏ này đi luôn. Là nó nói bà Bười nó kể, mà tôi nó kể, nó nói lớn tiếng cũng như con nói vậy á, bà sao mà tụi con không nghe. Rồi nó kể là cái chú nào ý là con nghe ở đâu ạ? Con nghe ở đâu? Nghe trên cái chỗ như con nói nè, chỗ con nói đó, ở chỗ con thường nói đó, ngay chỗ đó đó, YouTube hay gì đó. Cô cũng không gành điện thoại nữa. Bởi vì là đấy là cái thông tin ở trên mạng thôi. Bây giờ là mình cũng không có kiểm chứng đâu ạ. Mình cũng không nói được. Bởi vì là bây giờ ấy, tất cả những cái thông tin nó đều là suy luận thôi. Bởi vì không có ai nhìn thấy, nên là để khẳng định điều này, nên là tất cả những cái nội dung mà cô nói, cháu nói thì tất cả nó chỉ là sự gọi là nghi ngờ và đưa ra giả thuyết. Chứ mình ở đây mình không dám khẳng định. Bởi vì là cháu nói với cô, nếu như mà nó chắc chắn là dùng búa mà đập như vậy thì có nghĩa là nó không đến ngày hôm nay đâu. Nên là đây là cái giả thuyết mà đưa ra thôi cô ạ, chứ không phải là chính xác đâu cô ạ. Nó kể vậy đó, là có dưới ai á, có người nào á, rồi hả này kia nọ, thì cô nghe vậy đó. Rồi là nó nói nó nhậu với hai, là với bạn nó, với ông Mười, với nó là phải 4 người. Thì trong lúc Hà nó đi mua đâu á, nó không có dưới xà lan, cho nên á nó coi trong cái điện thoại nó thấy thằng Tấn đang đập cái đó, nó mới chạy về. Thì cô nghe vậy đó, đầu đuôi vậy đó. Rồi bắt đầu thằng Tấn nó mới kêu bà Năm bà là xuống cô cứu nó lỡ tay nó quýnh con Hà vậy đó. Rồi bây giờ thì cái đám nguyên đám xuống ghe đó nói nghiên cứu để cứu con Hà bà. Một hồi lâu không được lợn Hà đi luôn. Thì đó cô nghe kể vậy đó. Bà cho nói cô nghe như này, là ở trên Hà Lan nó không có camera đâu. Và nếu có camera thì xem cái điện thoại được thì nó lại còn gì để nói nữa cô. Nó lại sáng tỏ rồi. Đâm ra là trong vụ việc này thì nó không có bằng chứng rõ ràng như vậy. Với lại là những cái lời của cô ấy thì cháu cũng cảm ơn. Nhưng mà những cái lời đó thì có thể nói là mình nói là đến bây giờ thì nó không chính xác. Bởi vì nếu như một cái búa mà đập vào mặt như vậy thì có lẽ là đã làm sáng tỏ rồi. Đó, nó rõ ràng quá như vậy thì có lẽ là bây giờ nó đã sáng tỏ rồi. Nhưng mà vụ việc này nó không đơn giản như vậy mà nó còn phức tạp và rất nhiều cái vấn đề khác nhau. Đúng cô ạ? Ra cô mới nghe con nói, con kể là này kia nọ cô nghe hết trơn á. Thành ra cô báo cho con nghe, cô mới vừa nghe hồi trưa qua thôi. Thì lâu lâu mới có một cuộc, lâu lâu mới có một lần ai mở máy ra mới có. Là bữa hôm hổm cô nghe một lần vậy, giờ bữa nay cô mở ra cô gặp cũng nghe y vậy. Là lâu lâu có người mở máy mới nghe, cô mới nghe. Cô thường xuyên luôn, mỗi ngày cô nghe, mỗi ngày luôn, cái là con nói cái gì cô đều nghe hết. Đó thì cô báo cho con nghe câu chuyện thằng đó nó nói như vậy á. Thì cô trong cái vụ việc này thì cô có những cái nhận định gì không? Cô có những cái suy nghĩ gì không? Cô có thể góp ý để cho mọi người cùng có thể tham khảo. Theo cô nghĩ là cái thằng đó nó nói nó nhậu mà đang lúc đó là xảy ra cái chuyện đó, là vì Viện Hà nó nóng lắm, nó nóng tánh lắm cho nên nó về nó tức, nó về nó la lớn, cho nên thằng Tấn nó thấy nó xấu hổ. Cho nên nó mới giờ chiếc xe ghe đi gì đó, nó nói vậy đó, nó chảy đầu đuôi hết mà. Rồi giờ cái ghe đi cho nên nó mới đập chết luôn. Đó là vậy đó, là rồi cô cũng nghĩ là cái đó là đúng đó con. Theo tôi nghĩ là đúng vậy đó. Tại vì chết trên nó quýnh chết rồi nó mới kêu mấy người này xuống. Mà là bắt đầu mới neo sát là như vậy là đúng đó. Cô thân nghĩ là đúng đó. Chứ không sai đâu. Nhưng mà mới vừa rồi cô coi là cái ông nào cũng kể ra là ổng không có tin, ổng không tin để ổng hỏi con vậy chứ có tin là thằng Tấn giết vợ nó không. Ổng nói không bao giờ ổng tin chuyện đó. Có cái ông đó ông mới nói với con thì tao mới vừa coi. Cháu cũng nói với cô rằng là bây giờ, để cộng đồng mạng họ chỉ góp ý thôi, cháu cũng nói với cô rằng là bây giờ thì thực ra mà nói là không có ai nhìn thấy anh Tuấn, anh ấy ra tay với chị Hà, nên là bây giờ khẳng định là không bao giờ chúng ta có thể khẳng định được, và không có ai dám khẳng định điều này, bởi vì là có ai thấy đâu, không ai thấy có nghĩa là không có bằng chứng, mà bây giờ thì phải đợi cơ quan chức năng họ điều tra. Còn những cái lời của cô với cháu thì cháu cũng cảm ơn, là tất cả những cái lời này nó chỉ mang cái tính chất là góp ý và suy nghĩ như vậy để bàn luận, chứ không phải là một cái tính chất quy chụp hay là một cái tính chất mà khẳng định, mà đấy thì cháu chỉ có nghĩa là cháu chỉ gọi là tham khảo và nghe thôi, chứ còn thực ra cháu cũng không tin đâu. Bởi vì là những cái lời nếu mà như cô nói là dùng cái búa mà đập như vậy thì nó lại rõ ràng quá rồi. Nếu mà rõ ràng như vậy thì có nghĩa là nó đã sáng tỏ rồi. Thì nó nói cái búa nó đang chạy cái tủ tiền, cái túi nó đang chạy tủ tiền, mà con Hà nó về nó đi đâu á, nó mở ra điện thoại thì nó nhìn nó thấy phá cái cách chắc nó đi giết về là bắt đầu nó mới la. Nó mới la Tuấn thì sẵn búa đập như vậy thì cái chú này chú nói thì cô nghĩ rằng thằng này chắc có nó biết đó cho nên nó mới nói vậy. Tôi nghĩ vậy. Bởi vì nó nhậu chung mà nó chậu chung với hai thằng bạn, nói với một thằng bạn nữa là hai, với ông Mười với thằng Tấn là 4 người nhậu à. Nó nói vậy đó. Nhưng mà con Hà thì nó đi đâu quá không có dưới ghe. Nhưng mà Hà mà nó đi đâu rồi nó mở cái điện thoại nó ra cho nó nhìn nó thấy gì, nó đi riết về nó giận nó la. Nó la lên thì thằng kia sẵn cầm trên tay cái búa đập cái tủ mà. Thành ra nó đập luôn. Nó vậy đó, nó thằng đó nó nói vậy đó. Nhưng mà xong nó đập thì con Hà chưa có chết. Mà Hà ngã gục đấy chứ chưa chết. Thì nó mới kêu bà Năm, là bắt đầu Năm kêu mấy người kia túi xuống. Kêu xuống hết trơn luôn. Nguyên ghe đó luôn. Rồi cái thằng Nhẫn á, thì kêu á, thằng Tấn thì nó tính đem đi dục xác ở đâu đó. Thằng Nhẫn thì nó bàn, nó nói không có làm vậy, để nhiều khi chùa chó rồi nó môi lên hay này kia cái nọ thì thúi người ta phát hiện. Ở bây giờ là mình đem neo xác đi, là do nơi thằng Nhẫn có ý kiến là neo xác thằng Nhẫn nó kêu đó. Thì là cái thằng đó nó kể vậy đó, là thằng Nhẫn nó kêu neo xác đó, chứ thằng Tấn tính đem đi bỏ. Đem đi bỏ ở đâu, đem đi chôn ở đâu, đi tìm chỗ nào trống mình chôn. Nhưng mà thằng Nhẫn không chịu, nó sợ chó rồi bươi. Nó vậy đó con, tao nghe kia nó nói vậy đó. Nói chung là đấy là cái lời góp ý nhận định của cô, cháu cảm ơn nhiều nhá. Bởi vì là mỗi người thì có là cái lời góp ý với nhận định khác nhau thì cũng chỉ là tham khảo thôi. Cháu cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ cô hỏi con vụ này nữa nè. Vụ con ở 8 tuổi chết hôm hổm xử con ấy. Sẽ bình luận cho cháu nghe nè. Là coi như thằng Tấn nói là cái máy nó mà để mà vụ mà khi ông Tám gì điện ông Tám để này tìm sát vợ của nó đó. Nha. thì nói ông Tám gì đó chỉ là coi như đạp máy, đạp cái xà lan đó đó, thì chú sẽ nói xà lan của nó tới 800 tấn, thì lúc nào cái máy nó chạy á là nó phải biết cái máy nó lỏng như thế nào, chứ không phải như không bình thường mà cái ấy được. Còn cái về con sông Dòng Cống đó thì ghe xuồng chú ở đó đi hoài chú biết cái lượng nước nó rất là sâu, chiếc xà lan nó chiều sâu xuống bao nhiêu mét, làm sao đạp xuống được tới đáy sông mà để đứng máy. Mà trước khi cái máy đứng máy á thì cái máy nó hoạt động, cái máy nó phải bị khô nhớt, nó mới chơi cúp bê mà đứng máy. Vậy xe tụi xe mà ghe tàu mà, hiểu chưa? Thì cháu hỏi Hằng Tuấn trước khi cái máy nó chạy như vậy nó có xem máy trước khi xem dầu nhớt đủ chưa mà để chạy, hiểu chưa? Cháu hỏi Hằng Tuấn kiểm tra cái máy anh trước khi anh chạy cái chiếc xà lan đó là cái máy anh có lỏng đồ chưa, nếu lỏng đồ thì cái máy nó chạy phải ra khói đen đó, thì nó mới làm hư máy được. Còn như không bình thường chiếc xà lan tại đó làm sao mà đạp mà đứt máy được, nó vô lý. Là một chuyện. Chuyện thứ hai, khi mà bà Năm chưa kéo cái vật trứng lên, mà khi mà bên anh của Hà mà kéo mà dính cái vật đồ ở dưới sông đó mà chưa kéo lên, mà tại sao bà Năm bà biết là coi như kéo lên để cho thằng A Xin ở tù, hiểu chưa? Là tất nhiên á là chú sẽ nói cho nghe, nếu bà Năm biết như vậy á thì tất nhiên cái đồ đó đó là chưa, khi thằng Tấn á khẳng định á có neo là neo giữa vật đồ nặng cùng chung với cái dẫn hay gì không biết, thì nó sẽ neo vào cái neo mũi, nó dính liền với neo mũi, đúng không? Cho nên nó khi mà cào dính Hà nổi lên là tại vì, giờ chú sẽ nói cho nghe, khi càng cào móc đó là tại vì Hà nằm dưới gì cùng chung cái mỏ neo cái, mỏ neo mũi đó, thì khi cái đó cái móc nó mới móc trúng cái võng hay cái gì đó thì gắt đi, thì cái thể xác của ông Hà nó quá sình đi, nó phải bùng, nó giọt lên. Khi giọt lên rồi đó thì tại sao chiếc xà lan nó không đậu lại ở đó mà nó phải kêu là vận chuyển đi liền, đuôi chiếc xà lan đi nó để sửa đồ, hiểu chưa? Là tất nhiên khi quay cái xà lan đã hỏi anh quay cái xà lan, quay cái mỏ neo mũi, anh quay lên khỏi mặt nước hay không, bảo đảm không bao giờ quay khỏi mặt nước. Chú hỏi thằng Sáu đi và hỏi hết ở đó bà con, khi mà chiếc xà lan nó quay đi có ai dòm thấy nó quay cái mỏ neo mũi đó mà quay hỏng lên khỏi mặt nước không? Phải quay là còn nằm ở dưới mặt nước, là tất nhiên cái vật nó phi tan là đi rồi. Cho nên bà Năm mới dám khẳng định là vật nó kéo lên là xin thấy ở đâu, hiểu chưa? Còn cái vật mà đó nhiều khi nó đã chớ cháu lại là có những cái chủ mưu thả đồ xuống đó lại, để làm gì? Là để khẳng định bên này phải có thể là tìm được chứng để đem lên hiện trường, đúng không? Còn cái chiếc xà lan đó đó, chú bảo đảm cái chiến dịch của xà lan mà 800 tấn đó, nổi chiến dịch đó xong mà bằng thao đó là từ 60 kg ăn lên. Tại vì ghe chú hồi đó có 80 tấn à, mà cái dung dịch bằng nhôm đi mà chú cân còn 20 mấy ký rồi, đừng nói chi tới bằng thao. Thì chú chỉ nói với Hoàng Sáu là hỏi thằng Tuấn những cái vật đó, hỏi và anh nói là chiếc máy anh mà đạp đứng máy vậy, trước khi rồi anh chạy máy anh có kiểm nhớt dầu nhớt máy anh trước khi anh đề ba không? Đó. Thứ hai là cái máy anh trước khi anh đạp đứng máy gì vậy, cái máy anh trước đó là máy anh có lỏng đồ không? Lỏng đồ chạy ra có đen liền, bảo đảm với Sáu liền. Tại vì chú cầm ghe chú chạy chú biết mà, khi mà cái máy mà lỏng đồ rồi là chạy là lên ra là lên khói đen liền, chẳng phải dễ dàng. Còn nó nói chuyện mà làm như người ta không có xài ghe xuồng như nó thì nó nói cái đó được. Phải nói chớ chiêu với cộng đồng mạng là không hiểu về đi ghe xuồng thì nói vậy được. Còn đi về ghe xuồng là đã biết. Mà trước khi ghe xuồng ai đi đi, trước khi xuống cho máy chạy, người ta phải kiểm tra dầu nhớt hết. Đó. Rồi chạy trên chuyến đường chạy đó, còn có đồng hồ báo nhớt nữa, nhớt bơm hay không. Nếu nhớt không bơm là người ta dừng liền. Chứ phải như không mà bình thường để cho chạy hoài được. Dạ. Thì chú chỉ góp ý vậy thôi.